À, thường trong tâm của chúng ta đó có hai cái tâm, một là tâm thiện, hai là tâm ác. Thì các bạn biết là trong cái cuộc sống đó, thì chúng ta thường xử lý một cái vấn đề đó theo cái cảm xúc và theo lý trí. Thường trong một cái mối tình cảm thì chúng ta nghiêng về cái phần là cảm xúc nhiều hơn, đó là nghe theo cái trái tim của chúng ta. Mà cái lý trí của chúng ta đó nó phán xét đúng như thế và chúng ta không có nghe theo, chỉ là nghe theo trái tim và cảm xúc mà thôi, thì chúng ta liền ngay đó chúng ta sẽ bị đau khổ. Và hầu như là chúng ta thường thì chúng ta thất tình hoặc là chúng ta yêu một cách mù quáng đó, thì thường thì chúng ta cứ nghe theo cái trái tim của mình thôi và chịu đau khổ. Mà cái lý trí á, thì cho rằng cái người đó sẽ không có tốt với mình và người đó không thật lòng với mình, nhưng trái tim nói là cứ yêu đi và mọi thứ cứ để tính sau. Thì chúng ta liền ngay lúc đó chúng ta bị đau khổ rồi. Thì Đức Phật dạy chúng ta là khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải gắng cố gắng quán chiếu và sẽ dùng cái trí tuệ này để phán xét tất cả mọi thứ để đưa ra một cái quyết định đúng đắn hơn. Thì các bạn phải nên tu tập hàng ngày, ngồi thiền, trì kinh niệm Phật, giữ giới, thì những cái điều đó nó tạo nên một cái phước báo làm cho chúng ta có một sự chánh niệm trong cuộc sống. Từ cái chánh niệm đó chúng ta mới đem lại cái hạnh phúc cho bản thân mình. Đây là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm có kích thước là 40 cm nha các bạn, chứ không phải 39. Cái màu vàng là 39 và mẫu này á, là 40. Kích thước là từ đế lên trên đỉnh đầu của ngài là 40 cm. Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm được làm bằng chất liệu nhựa composite nha, và kích thước là cao 40 và nặng tầm khoảng là 2 kg. Tượng này thì các bạn có thờ thì các bạn cứ vào trong giỏ hàng của Linh ở bên dưới, và có giá ở bên dưới và mọi người cứ xem nha. Chúng ta nếu mà thấy giá cả phù hợp thì chúng ta cứ bấm vào đặt là được. Linh cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Buổi tối chúc tất cả các bạn có nhiều cái niềm an lạc, hỷ lạc trong tâm của mình. Xin chào tất cả mọi người.